Thank you.
máy thôi, chiều giờ mày được 150 rồi. Sao điện thoại anh nó gọi em đâu ra, không gọi thấy cục bụi nhỡ à. Thì nãy vừa gọi nè, kêu cái tên cái là bóc lên là thấy cục bụi nhỡ. Bị lỗi gì là bị lỗi mạng chứ điện thoại tao liên quan gì. Không có reo gì hết. Đi taxi hết 150 rồi. Bận giờ 100, bận đi 50, bận đi đi xe bay. 150 đổ xăng chạy phà phà. Nó như mới nãy nghe điện thoại kêu cái tên cái máy móc lên là thấy cục bụi nhỡ rồi. Sao không reo? Bị lỗi vậy ta? Nhà mạng với ta rồi bình thường mà. Ừ, biết sao nữa. Đó là tại nhà mạng với sao tại sao điện thoại được, đúng không? Ừ. Tiếc ghê, gõ để giờ nữa. Đó. Thường mà, vậy là mạng là sao rồi đó. Ừ, chứ mạng thì sao á. Vì tao mới bật cái này làm gì gọi luôn, bây giờ bắt máy hai số nữa. Nó kêu cái tích vậy đó. Là cái là thấy phụ mình nhỏ. Chứ đâu có kêu nhạc như vậy không. Ủa, vậy vậy? Đó mới gọi kêu mà. Ừ, kêu nhạc, nãy có kêu nhạc. À, kêu nhạc chứ không phải chưa rồi, đổi chung đó hả? Ờ. Còn cái nãy em gọi anh á là anh nghe cái tiếp vậy, em lấy điện thoại coi là thấy cục bụi nhỏ. Ờ, tiếc quá anh à. Trăm rưỡi, để mùa này trăm rưỡi cả cái đời. Mẹ tao quên, tao tính. Trao ngồi nó thoải mái không? Rồi okay. Cái niệm nó thoải mái không? À, mày đổ qua đây luôn hả? Được đó. Chiều rửa xe tháo ra rửa chứ tháo ra lau yên chứ để dơ lâu quá có bụi dơ. Cho tay vậy. Lót cái đó ngồi lái không có bị nóng lưng với nóng đít. Được bán nhà bao nhiêu ạ? 300 mấy. 300 mấy là 300 mấy đâu nhớ nào. Mua không ghé metro mua metro hả? Ừ, trong metro nè, nó để nguyên ngoài nguyên kệ đủ thứ đồ chơi xe hơi á. Bây giờ đâu rảnh. Bây giờ rồi đưa tao trả tiền mày mua cái. Ừ, vậy lấy đi. Lấy đi em mua cái. Tại đi đường xa ngồi cái này nó êm hơn. Sướng rồi.
xịt rửa xe. Bụi á, bụi nằm trong đường ống, ống gió xịt bay bụi.
ai nâng niu mấy nhiều ngầu tre.